Trong chương trình ăn sạch sống khỏe hôm nay, hạn chế dùng nhiều thuốc với các bệnh thời tiết thông thường. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ăn sạch sống khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngoài việc chúng ta cần thay đổi nhận thức dùng kháng sinh để tránh đề kháng thuốc thì mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cũng vừa đưa ra khuyến cáo người dân nên hạn chế dùng thuốc quá nhiều đối với những bệnh nhẹ thông thường, nhưng bệnh nào thì nên dùng thuốc còn bệnh nào thì không, đó cũng là thắc mắc của nhiều người hiện nay. Từ nhiều thông tin về tình trạng đề kháng gia tăng trong những ngày gần đây, nhiều người dân đã cẩn trọng hơn khi sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh. Thế nhưng trong thời tiết thất thường, dễ dẫn đến các bệnh cảm vặt như hiện nay, thì nhiều người, nhất là những người lớn tuổi, cũng hoang mang vì vừa không muốn tự ý mua thuốc uống như trước, nhưng cũng không biết có cách nào tốt hơn ngoài việc nghỉ ngơi và uống nhiều nước để mau khỏi bệnh hay không. Ngoài cái bữa ăn hàng ngày á, thì mình bổ sung thêm trái cây nhiều, chứ dược thảo thì cũng chưa được biết. Chính vì thắc mắc này nên bà Viên đã đến Viện Y Dược Học Dân Tộc, một trong những cơ sở y tế chuyên điều trị bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền của thành phố, để có thông tin chắc chắn hơn về việc làm sao để khỏi bệnh mà không cần dùng đến thuốc. Thực tế thì chính Thiên Vũ cũng có cùng thắc mắc trên và có thể thấy rằng khó có nơi nào giải đáp được điều này tốt hơn Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân quan tâm đến các phương pháp điều trị bệnh dựa trên nền tảng y học cổ truyền từ thảo dược thiên nhiên. Thưa bác sĩ, trước cái việc mà các nhà khoa học khuyến cáo chúng ta là không nên lạm dụng thuốc quá nhiều trong điều trị các bệnh thông thường, thì làm thế nào để biết được cái loại bệnh nào là nên sử dụng thuốc, cái loại bệnh nào là không nên sử dụng thuốc và có thể tự điều trị tại nhà? Trường hợp mà viêm họng, viêm hô hấp nó tiến triển nặng có thể là dẫn tới viêm phổi thì rất là nguy hiểm, hoặc những cái trường hợp như rối loạn tiêu hóa, những cái trường hợp như mà tay chân miệng ở trẻ em, nếu mà điều trị không kịp thời thì cũng rất là nguy hiểm. Còn nếu mà những cái bệnh lý mà nó mới mắc hoặc là nó có những triệu chứng nhẹ thì mình có thể điều trị tại nhà bằng những cái thảo dược đơn giản theo cái y học cổ truyền đó. Nó có những bốn cái trường hợp sau. Thứ nhất là nếu mà gan mật mà bị nóng, nó sẽ có những cái dấu hiệu đặc biệt như là người nó sẽ nóng bứt rứt ha, miệng đắng rồi đau cái vùng hông sườn, mắt thì sẽ đỏ. Mình có thể dùng một số các loại thảo dược như là artiso ha, nhân trần, rồi bông cúc, cúc hoa hoặc là chi tử. Trường hợp thứ hai là những cái trường hợp mà nóng mà do cái tâm tiểu trường nóng thì có những cái triệu chứng như là người nó sẽ mệt mỏi, rối loạn về giấc ngủ, thậm chí là mất ngủ. Thì những trường hợp đó thì mình thường mình sẽ dùng những cái vị, cái là lá sen hoặc là tim sen hoặc là lá tre, dùng cái khổ qua tươi thì mình có thể dùng từ 30 đến 50 gram một ngày. Mình có thể mình sắc, mình nấu canh hoặc là mình uống. Và cái trường hợp thứ ba cũng hay gặp, đó là nóng mà do cái nhiệt ở cái đại trường và phế. Thì thường những cái người này thường là sẽ hay ho khan thôi về chiều, có sốt nhưng mà sốt nhẹ thôi. Thì thường người ta sẽ bị táo bón, tiểu ít, có thể là phù thủng. Và lâu ngày thì có thể dẫn đến những trường hợp như là bị trĩ. Thì đông y nó có những cái vị thuốc. Thứ nhất là nó sẽ thanh nhiệt, nhuận trường, tiêu viêm giải độc rất là tốt, giống như là nha đam, rau diếp cá, rau sam. Đó là một số các loại rau mà mình thường hay gặp. Và cái trường hợp cuối cùng đó là trường hợp mà tỳ vị nhiệt, là dạ dày nó nóng trong người. Thì thường là bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như là nóng trên vùng trên rốn, vùng thượng vị, ăn uống kém, đau mỏi cơ bắp. Thì có những cái vị thuốc để hỗ trợ như là sắn, bột sắn dây, củ sắn dây, củ mài, hoài sơn. Thì nó là vừa thanh nhiệt, dưỡng âm và kiện tỳ rất là tốt. Nếu mà trường hợp mà nó nhiệt nó kéo dài thì các bạn nên đi khám và điều trị bác sĩ để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn. Ngoài ra thì bác sĩ có những cái lưu ý gì trong vấn đề ăn uống cũng như là những cái lưu ý đặc biệt gì đối với một số đối tượng bệnh nhân không ạ? Cái mùa nóng á, trước nhất là mình phải là uống nhiều nước, trên 2 lít nước một ngày và có thể là hơn 3 lít một ngày. Trong cái chế độ ăn của mình thì sẽ có những cái loại rau xanh, trái cây. Thì thường là mình sẽ ăn những loại trái cây mà nó có mang cái tính mát, thanh nhiệt, tiêu viêm, nhuận trường, như là đu đủ nè, dưa hấu nè, dứa nè, thanh long. Đó là những cái loại mà rất là dễ tìm, và những loại trái cây hoặc là cam, quýt, chanh dây. Những cái người bệnh mà đang có những cái bệnh lý về tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc thiếu máu cơ tim
hoặc là cường giáp, thì những cái bệnh nhân này vào cái mùa hè nắng nóng thì đặc biệt phải lưu ý, khi mà ra ngoài nếu mà bị mất nước nhiều thì cần phải có những cái thuốc bác sĩ cho cần phải đem theo. Tại khi mà mất nước nhiều thì cái tim mình nó sẽ làm việc nhiều hơn, nó mệt mỏi hơn, sẽ tăng huyết áp đột ngột, máu tim nó sẽ làm việc nhiều và nó dễ dẫn đến đột quỵ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và đến đây, chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe kỳ này xin phép được khép lại. Nếu quý vị có thêm những thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể phản ánh đến chúng tôi và các ban ngành chức năng theo các số liên lạc trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.